Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện audio. Mình tiếp tục gửi cho tất cả các bạn bộ truyện Hạo Thiên tập 22. Rất mong các bạn cho mình những lượt like, lượt đăng ký kênh, comment cảm xúc của tất cả các bạn ở phía dưới và bình luận nhé. Rồi, chúng ta cùng nhau đến chương của ngày hôm nay, chương 220. Tông sư Tri Tâm. Hắn bước nhanh, kinh ngạc nhìn đối phương từ trên xuống dưới. 8 năm không gặp, Tiểu nha đầu thích cóc nhẹ Ngày nào đã trở thành tiểu cô nương Hơn nữa dung nhang xinh đẹp Tinh xảo như được nạn ra vậy Không ngờ Người lại lớn nhanh đến như vậy đấy Lý Hạo không nhịn được Mà thốt lên một câu cảm thán vô nghĩa Tiểu nữ chính là biên như tuyết Đang đứng dậy khỏi ghế Động tác khá là tào nhã Cười nói Hạo ca ca Người cũng cao lên nhiều rồi Cái này thì đương nhiên rồi lý hạo cười cười nói sao về mà không báo trước một tiếng chứ đã ăn cơm chưa nói cho ta biết tay nghề của ta bây giờ nấu cơm tốt lắm đấy không cần mấy tháng nữa là có thể đuôi người thành một con heo béo rồi đấy biên như tuyết đỏ mặt nói hạo ca ca vẫn thích tối đùa như hồi đó đấy ai bảo ngươi hay cóc nhẹ chứ ta phải chịu ngươi chứ ta cũng không có còn nhỏ nữa đâu lý hạo cười lớn sau đó nói thế nào luyện kiếm ở trên đó có ai bắt đạt người không bên như tuyết mỉm cười lắc đầu sư phụ sư huynh và sư tỷ đều rất tốt với ta không ai bắt nạt ta cả vậy thế thì tốt rồi ca ca những năm qua người có khỏe không bên như tuyết hỏi đôi mắt nhìn lý hạo lý hạo thì cười toe toét ơi tất nhiên rồi người cũng không có xem ta là ai chứ chỉ có ta bắt nạt người khác thôi ai có thể bắt nạt được ta ngày nào ta cũng ăn uống vui vẻ lắm đấy Lý Thiên Cương nghe vậy thì hơi cau mày thầm thở dài. Bên Như Tuyết nhìn Lý Hạo nhỏ giọng nói: "Ca ca đừng có nói đùa nữa." Lý Thiên Cương nghe vậy thì hơi nghiêm mặt nói: "Hạo Nhi, ngươi nghiêm túc một chút đi. Tuyết Nhi vừa mới trở về, ngươi không được bắt nạt nàng đâu đấy." "Được rồi, được rồi." Lý Hạo bất lực cười. Bên Như Tuyết lập tức quay đầu nói với Lý Thiên Cương: "Thúc thúc, Hạo ca ca chưa bao giờ bắt nạt ta cả đâu." Lý Thiên Cương nhìn nàng trên mặt nở nụ cười nói: "Tuyết Nhi." Tính tình ngươi là quá yếu mềm Ngươi yên tâm Bây giờ ta đã trở về Nếu họ nhi mà dám bắt nạt ngươi Ngươi cứ đến tìm chú Thúc thúc sẽ bảo chủ cho ngươi Năm đó vụ thần ngươi đã giao ngươi cho ta Ta chắc chắn là sẽ chăm sóc tốt cho ngươi Tuyệt đối không để cho ngươi chịu nửa điểm ấm ức Ở lý gia chúng ta đâu Vậy thì ta cảm ơn thúc thúc Bên như tuyết cười khẽ cúi đầu cảm ơn Sau đó nàng nhìn lý hạo trước mặt nhưng phát hiện nụ cười trên mắt của hắn đột nhiên ít đi rất nhiều. Nàng cũng không có nghĩ nhiều, nói với Lý Thiên Cương. Thúc thúc, ta muốn ra ngoài đi dạo cho chuyện riêng với hạo ca ca. Được, các người cứ đi đi. Lý Thiên Cương gật đầu cười. Bên như tuyết lại hơi con người hành lễ, sau đó nói với Lý Hạo. Hạo ca ca, chúng ta đi thôi. Lâu rồi không có về, người dẫn ta đi ra ngoài dạo một vòng nhé. Lý Hạo gật đầu, sau đó nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn phụ thân đang ngồi trên cao. "Ta dẫn Tuyết Nhi ra ngoài dạo một vòng có được không?" Lý Tấn Cương gật đầu nói, "Có Tuyết Nhi đi cùng với con, ta cũng yên tâm, những ngày này ngươi cứ dẫn Tuyết Nhi đi chơi cho vui đi." Lý Hạo giật giật khóe miệng, quay đầu nắm lấy tay của bên Như Tuyết nói, "Đi thôi, ta dẫn người đi xem thành Thanh Châu, tất cả những món ăn ngon ở đây không có món nào là ta không biết đâu." Bàn tay mềm mại bị kéo hơi rãi giụa, Như giật mình Nhưng vẫn rất nhanh đã mềm nhũn Mặc cho Lý Hạo nắm Đợi đến khi thấy hai người rời đi Lý Thiên Cương khẽ thở dài nói Nhưng năm qua Tuy Hạo Nhi không có chúng ta bên cạnh Nhưng cuộc sống cũng không có tệ Chỉ tiếc là không có ai quản giáo Tính tình quá hoàng dã Triệu bá hơi há miệng Sau đó mới ngậm chặt Ánh mắt Lý Thiên Cương dịu dàng rồi nói May mà Tuyết Nhi hiểu lễ nghĩa, sau này có Tuyết Nhi ở bên cạnh, ít nhiều gì cũng có thể kiềm chế, ta cũng yên tâm rồi. Cái tên tiểu tử này có thể tìm được Tuyết Nhi, cũng coi nhỉ, coi như là có phúc đi. Đời rời khỏi phủ thân tướng, Lý Hạo dẫn theo thiếu nữ bên cạnh đi thẳng đến khu phố náo nhiệt gần đó. Hạo ca ca, ta mới biết, Thúc Thúc vừa mới trở về không lâu. Bên như tuyết tuy bị Lý Hạo nắm tay không có dãy ruộng, chỉ là má hơi ửng hồng, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn sang khuôn mặt nghiêm của Lý Hạo. Sau khi ta đi, Thúc Thúc đều ở một mình sao? Lý Hạo mỉm cười nói, à, ngốc này, sao vẫn ngốc như hồi nhỏ thế? Sơ đà viện lớn như vậy, có rất nhiều nha hoàn gia đình, sao có thể ở một mình được chứ? Nha hoàn gia đình thì khác, Hạo ca ca sẽ không tìm họ để nói chuyện trong lòng đâu. Biên như tuyết nói, ờ, cái này thì không. Lý Hạo cười nói, Bên như tuyết hơi im lặng hỏi, không nói sẽ có chịu sao? Cái này thì ta quen rồi, Lý Hạo dẫn theo bên như tuyết đến một quầy bánh kẹo bằng, bằng đường. Nào, có muốn ăn kẹo không? Bên như tuyết nhìn thoáng qua hơi lắc đầu, Hạo ca ca, ta đã lớn rồi. Mới có 14 tuổi mà đã bảo lớn rồi sao? Vậy đấy, đợi đến 20 thì chẳng phải là già rồi hả? Thế đối phương không thích ăn kẹo, Lý Hạo dẫn nàng tiếp tục đi dạo trên đường tìm thấy một quầy đồ chơi nhỏ mua cho nàng con ếch sắt chỉ cần ấn nhẹ là có thể liên tục bật về phía trước là sản phẩm của thiên cơ môn hai người vừa đi vừa trò chuyện lý hạo hỏi về cuộc sống của đối phương trên đối những năm qua bên như tuyết cũng hỏi về những ngày tháng của lý hạo ở trong viện đến giờ cơm lý hạo tìm một tiểu lâu vừa ăn vừa trò chuyện với nàng tám năm không gặp có rất nhiều chuyện để nói từ lúc đầu còn hơi xa lạ đến lúc sau Lý Hạo như tìm lại được cảm giác của thời thơ ấu. Người xuống núi lúc nào? Chương 221. Mới một tháng trước, bên Như Tuyết trả lời, Lý Hạo hơi bất ngờ hỏi: "Thế sao bây giờ mới về?" Ngày đó hay có nơi xuất hiện tình huống quỷ dị, ta đi xem thử, thì ra là một cái một hà thẩm vào, hủy diệt cả một ngôi làng. Bên Như Tuyết đáp, Lý Hạo gật đầu, sau đó thì sao? Ta cũng đi thử lại Đáng tiếc là chỉ phá hủy được nó Không thể thông quan được Lý Hạo bật cười Phá hủy thì cũng không tệ rồi Ít nhất có thể khiến cho nó tạm thời biến mất đi Bên như tuyết khẽ thở dài gần đầu nói Cũng đúng Lý Hạo thấy thanh kiếm bên cạnh của nàng Như là hình với bóng hỏi Những năm theo kiếm thánh Luyện kiếm như thế nào Bên như tuyết hơi ngẩn ra Sau đó im lặng một lúc rồi mới nói Cũng tạm Lý Hạo thấy phản ứng của nàng không khỏi bật cười Sao vậy luyện công tốt thì bị phê bình sao Sao chắc đến kiếm lại buồn bã như thế chứ Bên như tuyết khẽ lắc đầu Đặt kiếm ra một bên nói Hạo ca ca Đừng nói chuyện kiếm nữa Lần này ta mới biết Sắp tới người sẽ trở thành chân long của Lý Gia rồi Trên đường ta có nghe ngóng Nghe nói còn có một người cạnh tranh với ngươi Người có nắm chắc không Vậy người thấy sao Lý Hạo hỏi Bên như tuyết thấy Lý Hạo thoải mái như vậy Lập tức nói Ta thì có đấy Ta cũng thấy thế đấy Lý Hạo cười cười Cấp thức ăn cho nàng À nói mới nhớ Trên đường ta thấy không ít nhân vật lớn đi về phía Thanh Châu Nghe nói tranh đoạt chân long Cần phải cân nhắc đến nhân mạch Bên như tuyết nói Hạo ca ca có cần ta gọi sư phụ bọn họ xuống Giúp huynh trợ trận hay không Nhân mạch chỉ là một phần nhỏ thôi Không có đáng kể Việc lựa chọn chân long của Lý Gia Chẳng lẽ có thể để cho người ngài quyết định hay sao Lý Hạo cười hỏi bên như tuyết nghĩ thì cũng phải bèn đói vậy được nếu hạo ca ca cần ta tìm gì chắc chắn phải nói với ta đấy thực ra là ta có một chuyện cần ngươi làm đây chuyện gì vậy bên như tuyết ngẩn ra ta thì ăn no rồi phần còn lại ngươi ăn hết đi không có được lãng phí lương thực đâu đấy lý hạo ở một cái thoải mái dựa vào ghế bên như tuyết bật cười những ngày tiếp theo lý hạo ra khỏi phủ thần tướng cùng bên như tuyết đi dạo khắp thành thanh châu đưa nàng đi ăn đồ ngon, xem tuồng, nghe kể chuyện. Còn ra ngoại thành, đến chiếc hồ gần đó bắt chuồn chuồn và bướm cho nàng, dùng một cuốn sách kiếm phổ làm bìa, ép bướm thành mẫu vật, kẹp vào trong tặng cho nàng. Cả hai đều không phải là người bình thường, nhưng khi làm những chuyện nhỏ nhặt mà người bình thường vẫn làm, trên mặt cả hai đều tràn đầy nụ cười. Đi dạo ngoài đồng, Lý, dạo, Lý Hạo mang theo giấy bút và cuộn tranh, vẽ cho bên như tuyết từng bức tranh, bối cảnh và góc độ khác nhau đủ cả trăm bức đã vẽ đến mức nàng không có chút kinh nghiệm nào nhưng lý hảo vẫn vẽ cho nàng không phải là vì kinh nghiệm ở ngoại ô không phải là hắc thủy yêu hồ mà nhị ra lý mục hưu đưa lý hảo đến mà là một yêu khổ nhỏ khác lý hảo mang theo cần câu đi thả câu bên như tuyết ngồi bên cạnh bạch hồ tiểu nhu nằm trong lòng thiếu nữ đùa giỡn với thiếu nữ chơi mệt rồi thiếu nữ dùng hai tay nhỏ mà chống cằm yên lặng nhìn Lý Hạo thả câu. Thấy dáng vẻ thiếu niên chăm chú nhìn vào câu, sự nghiêm túc đó giống như là hồi còn nhỏ khiến cho khóe môi của nàng khẽ cong lên. Trước mắt biển như tuyết như hiện ra đình viện thời thơ ấu. Trong đình viện đó, khi nàng luyện kiếm sẽ nghe thấy trong đình cách đó không xa truyền đến tiếng gọi ngây thơ chưa có nhóm màu thời gian ấy. Ây, Lâm Thúc lại đặt sai vị trí rồi quân cờ không phải đặt ở ô đó đâu mà phải đặt vào chỗ giao nhau mới đúng chứ ai à, lâm thúc thúc lại thua rồi mỗi lần luyện kiếm mệt mỏi nàng sẽ ngẩng đầu nhìn về phía đình viện đó đợi nhìn thấy bóng dáng của thiếu niên nàng mới yên tâm tiếng cười vui vẻ như bữa hôm qua lúc này vẫn còn văng vẳng bên tai như vừa xảy ra thiếu niên chăm chú nhìn phao câu ở trên hồ còn thiếu nữ thì chăm chú nhìn góc nghiêng của thiếu niên dường như cả hai đều ngẩn người đột nhiên phao câu động đậy thiếu niên giật mạnh cần câu giống như là dương cung bắn tên rất nhanh một con yêu ngư thông lực cảnh bị kéo lên đối với những yêu vật dưới kế hồn cảnh chỉ cần cần câu làm bằng kim loại dẻo dai và dây câu đặc chế là có thể thả câu được hạo ca giỏi quá thiếu nữ đang ngẩn người cũng hoàn hồn vỗ tay gieo hò lý hạo cười cười đánh chết yêu ngư bằng một đòn ném ra phía sau thấy trời thì đã tối cũng thu cần câu lại kéo giỏ cá lên rồi từ dưới nước bên trong là mấy con cá bình thường hắn tùy tiện thả chúng đi sau đó thu dọn ghế ngồi gọi tiểu bạch hồ nói với bên như tuyết đi thôi chúng ta về nhà được bên như tuyết cười gật đầu đồ đạc đều do lý hạo sách nàng khoanh tay sau lưng vui vẻ bước những bước nhỏ vừa đi vừa nhảy chân xáo tại lý hạo khói bếp trên núi đã bốc lên đôi tình nhân bên hồ cũng về nhà bước chân trở về không nhanh đi ngang qua cánh đồng lúa ngoài làng có một tụng dưa Ngoài ruộng dưa chỉ có một con chó cỏ canh giữ. Lý Hạo cười cười, bảo Tiểu Bạch Hồ đi thu hút sự chú ý của con chó cỏ đó, còn mình sẽ lén hái một quả dưa hấu ở chỗ khác. Lý Hạo ôm dưa hấu chạy, đợi chạy ra khá xa, hắn tiệm tay ném xuống hai lượng bạc vào trong hố dưa. Đến giữa núi xa xa, Lý Hạo đập vỡ quả dưa lớn, thịt quả dưa đỏ tươi lộ ra, hắn đưa cho tiểu nữ một nửa cho mình, chương 222 Cực hạn kiếm đạo, thần chỉ nhất kiếm Lý Hạo thì không cầu kỳ như vậy Trực tiếp vùi đầu vào đó mà gặm Nước chảy ròng ròng Còn bên như tuyết thì tao nhã hơn nhiều Ngón tay khẽ đẩy chuôi kiếm Kiếm vòng xuất hiện Ánh bạc lóe lên Dưa hấu bị cắt thành mấy miếng hình trăng lưỡi liềm Nàng đưa cho Lý Hạo một miếng Lý Hạo thì cũng cầm ăn Những ngày như thế này đúng thật là thoải mái Lý Hạo ngồi trên thường đối, lòng bàn tay chống xuống đất, nhìn về phía mặt trời lặn xa xa, ánh chiều tà chiếu khắp nhân gian. Bên như tuyết nghe lời của Lý Hạo nói, động tác ăn thưa hơi khựng lại, sau đó mỉm cười. Đúng vậy. Lý Hạo cười cười, cầm một nửa của mình ăn hết, bên như tuyết chia cho tiểu bạch, hai khối, sau khi ăn hết thì cùng nhau về nhà. Thấy Lý Hạo và bên như tuyết về muộn, giày và quần áo dính đầy buồn, Lý Thiên Cường nói với Lý Hạo. Người đưa Tuyết Nhi đi chơi Thì đến những nơi tốt một chút chứ Đừng để những nơi bẩn thỉu lộn xộn Ai còn nữa đây Còn cái cần câu này của người Nếu người đi câu cá thì Tuyết Nhi phải làm sao Nàng sẽ không buồn chán hay sao Phải nghĩ cho người ta nhiều hơn chứ Lý Hạo nghe xong thì không có biểu lộ cảm xúc gì Cười một cái gật đầu chịu một tiếng rồi quay người rời đi Bên dưới tuyết vội vàng nói với Lý Thiên Cương Thúc thúc Thật ra ta muốn xem Hạo ca câu cá hắn câu rất giỏi và cũng rất thích câu cá ta có thể nhìn ra được lý tiên cương rất yêu thương và ưng ý với đứa con dâu chưa cưới này ánh mắt dịu dàng nói đương nhiên là ta biết là nó thích nhưng ngươi hiếm khi trở về cũng không thể lúc nào mà cũng chiều ý nó chứ ở bên nó nếu một ngày đờ nào đó mà ta không còn nữa tính tình ngươi vẫn mềm yếu như vậy thì sẽ rất là vất vả đấy thúc thúc đừng có nói thế ngươi sẽ không có sao đâu bên như tuyết vội vàng nói lý thiên Cương cười đáp ơi được rồi tuyết gì... đừng lo cho ta nữa ngươi tự lo cho mình nhiều hơn là được bên như tuyết hơi ngẩn người gật đầu lại thêm mấy ngày nữa lý hạo cùng bên như tuyết đi chơi trong thành vừa hay có một lễ hội ở phía tây thành hai người nghe tin bèn đến chơi xem pháo bông xem tạp kỹ phạm trần xem trò dối bóng lễ hội sắp kết thúc hai người vẫn còn chưa thỏa mãn lý hạo ôm đầu mua đồ đầy đồ sắm ở trong tay hắn không có mang theo tùy tùng thân vệ ở bên cạnh hầu hạ để hắn và tuyết nhi không bị gò bó thế nào có vui không ngồi trên tảng đá ven đường hai người kề vai nhìn cảnh hoàng hôn ngoài thành lý hạo mỉm cười vui ánh mắt của bên như tuyết tràn đầy ý cười lý hạo quay đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng của nàng phải nói rằng vẫn còn có chút nét của thời thơ ấu chỉ là lại còn có gì đó thay đổi dù giao nàng cũng đã lớn trưởng thành rồi Cũng xinh đẹp và rực rỡ hơn Chỉ là rực rỡ tuy đẹp Nhưng lại phải trả giá Giống như là sao băng rực rỡ biết bao Nhưng lại vụt tắt đốt cháy toàn bộ sinh mệnh Lý Hạo lặng lẽ nhìn Hai người cứ như thế ngồi yên lặng Một lát sau Lý Hạo nói Người có muốn những ngày như thế này Kéo dài mãi không Bên như tuyết hơi ngẩn người Quay đầu nhìn Lý Hạo Ánh mắt hai người giao nhau Trong ánh mắt của cả hai đều ẩn chứa rất nhiều Bên như tuyết từ từ quay đầu Trên mặt nở nụ cười nhẹ nhõm Đương nhiên là ta muốn chứ Thật sao Lý Hạo hỏi nhưng ánh mắt lại liếc nhìn thanh kiếm trong tay của nàng Như hình với bóng Nụ cười của bên như tuyết hơi nhạt đi Lúc này nàng như là hiểu được Lý Hạo đã nhận ra điều gì đó Nàng không khỏi thở dài ở trong lòng Cà ca, ca Có lẽ ta phải phụ ngươi rồi Bên như tuyết cay đầu Lần nữa nhìn chằm chằm Lý Hạo Nụ cười nhẹ nhõm trên mặt đã biến mất chỉ còn là đôi mày nhíu lại mang theo chút buồn thương và bất lực lý hạo hơi im lặng một tia hy vọng ở trong lòng cũng theo câu nói này mà từ từ chìm xuống thấy lý hạo im lặng bên như tuyết đột nhiên mở lời thở dài một tiếng rồi cúi đầu tự nói ta biết kaka đối với ta rất tốt ân tình của kaka ta không thể đào đáp được chỉ là ta không muốn làn xem thử cảnh đẹp tuyệt đỉnh của kiếm đạo kia ta muốn xem thử có thể lên đỉnh cao được hay không Thiếu nữ nói đến kiếm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một sự kiên định không gì lay chuyển được. Môi của Lý Hạo mấp máy nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn thiếu nữ cao mày. Lúc này, ngoài đường nét quen thuộc trên khuôn mặt của nàng, Lý Hạo còn nhìn thấy một thứ quen thuộc khác. Đó chính là ánh mắt của một, của một số thiên tài theo đuổi công danh, ánh mắt của liều lĩnh như là thiêu thân lao vào hố lửa. Thật ra, khi ngươi nhìn thấy cảnh đẹp đó, ngươi sẽ biết cuộc sống bình thường như chúng ta bây giờ mới là hạnh phúc nhất đấy. Lý Hạo khẽ nói rồi cũng thở dài. Những ngày vui chơi này vẫn không bằng kiếm tâm đó sao? Bên như tuyết ngẩng đầu nhìn hoàng hôn rồi đáp. Có lẽ là vậy, nhưng nếu không nhìn thử, ta chỉ sợ sẽ không bao giờ can tâm. Ta muốn nhìn thấy cảnh giới cao của kiếm đạo, ta cũng muốn nhìn thấy kiếm đạo tối thượng uy năng của thần tri nhất kiếm mà sư phụ từng nhắc đến kia. Thần tri nhất kiếm sao? Lý Hạo lắc đầu cười. Trên đời có vô số kiếm khách không biết từ bao nhiêu năm trước đã lưu truyền một câu đó như vậy. Kiếm thuật trên đời muôn vàn, đủ loại trường phái, đủ loại kiếm thế đã phát triển đến cực hạn. Trường 223 Nhưng đây không phải là cảnh giới cao nhất của kiếm đạo. Cảnh giới cao nhất của kiếm đạo được gọi là thần chi nhất kiếm. Không ai biết tư thế rút kiếm của một kiếm đó, không ai biết một kiếm đó được chém như thế nào hoặc đâm ra như thế nào. Cũng không ai biết một kiếm đó có thực sự tồn tại hay không, nhưng vô số người truyền rằng nếu có thể lĩnh ngộ được một kiếm như vậy thì có thể chạm thân, có thể diệt quỷ, có thể giết yêu, có thể chấn ma, có thể giết mọi thứ trên đời, có thể chém nát nhật huyệt, có thể lấp đầy biển cả. Một kiếm như vậy là mục tiêu theo đuổi cuối cùng, mục tiêu cuối cùng của kiếm khách trên đời. Lý Hạo lật xem trong Thánh Vũ Lâu rất nhiều sự tích về các tông sư, thậm chí một số sự tích về kiếm thánh trước đây đều có ghi chép họ từng vì cảm ngộ kiếm đạo này mà cùng nhau luận bàn chém giết giao lưu. Còn truyền thuyết về thần chi nhất kiếm, 800 năm trước là một thời kỳ lưu truyền rộng rãi thịnh hành nhất, đó cũng là thời điểm kiếm tù xì mì nhất vì nó mà phát cuồng. Nhưng sau đó, tiếng tăm dần dần nhỏ lại, bởi vì đến nay vẫn chưa có ai lĩnh ngộ được. Vì vậy, nó đã trở thành truyền thuyết. Hơn nữa, một chủ đề được bàn tán trong vài trăm năm cũng sẽ nghe đến phát ngán, không còn ai tranh luận và thảo luận nữa. Không ngờ thiếu nữ trước mặt lại có suy nghĩ nguyện vọng như vậy. Là do lão già tồi tệ kia truyền vào sao? Lý Hào nghĩ đến lão già đã từ chối mình vốn dĩ không có thiện cảm cũng không có ác cảm với hắn nhưng lúc này lại có chút tức giận đây đều là sư phụ của ngươi dạy cho ngươi sao lý hạo hỏi nhận ra giọng điệu hơi nặng nề trong lời nói của thiếu niên sắc mặt của bên như tuyết hơi thay đổi nhìn lý hạo sau đó lắc đầu không phải sư phụ chỉ thuận miệng nhắc đến đây là điều sư phụ theo đuổi những năm gần đây chưa bao giờ ép buộc ta đây chỉ là con đường mà ta muốn tự mình khám phá thôi Thật vậy sao? Lý Hào thu lại cơn giận trong lòng rồi nói Nếu như ngươi luyện kiếm Ta có thể cùng với ngươi Hơn nữa ta có thể dạy ngươi Bên như tuyết không khỏi nghĩ đến chuyện năm xưa Ở đình viện Nàng thở dài một tiếng Hôm nay đã khác rồi Thần chi nhất kiếm Không có quy luật Cũng không có bất kỳ ghi chép nào Chỉ là truyền thuyết Không thể dạy Có lẽ khi người thực sự thi triển kiếm đó Phong thái của một kiếm đó Mới được cụ thể hóa ra Bên như tuyết nhẹ giọng nói Ta biết, người cũng biết dùng kiếm Nhưng kiếm này đã nhập đạo Ngay cả sư phụ ta cũng không có dạy được Chỉ có thể dùng tâm huyết cả đời Mà để cảm ngộ khám phá Mới có cơ hội nhìn thấy một phần Lý Hạo im lặng Đúng vậy Đối phương có kiếm thánh làm sư phụ Muốn dạy kiếm thì cũng không cần đến mình Hắn nhìn thiếu nữ chăm chú Người thật sự đã trao chọn trái tim cho kiếm rồi sao Kiếm đạo nhập tâm Sẽ xì mê nhưng si mê và si cuồng vẫn có chút khoảng cách, chỉ có thực sự yêu kiếm mới có thể như vậy. Bên như tuyết đón ánh mắt của Lý Hạo, lần này nàng không có né tránh, dường như liên quan đến kiếm, trong lòng của nàng không muốn trốn tránh. Đúng vậy, cho nên ta muốn xem thử. Lỡ nhiều người không có nhìn thấy thì sao? Thế nên ta vẫn muốn thử xem. Vô số kiếm cách theo đuổi đều không có kết quả. Đây vốn là truyền thuyết, không ai có thể làm được, người muốn từ bỏ hạnh phúc mà người có thể dễ dàng có được vì một truyền thuyết hư vô mờ mịt như thế sao?" Lý Hạo nhìn thiếu nữ trước mặt, cảm thấy có hiểu, hắn đã nhập đạo rất nhiều nghệ thuật cũng chưa từng si cuồng đến vậy. Bình Như Tuyết hơi im lặng, một lúc sau mới nói: "Nếu không cố gắng mở gieo lên một lần, có lẽ ta sẽ hối hận." Lý Hạo không khỏi bật cười, rồi thở dài: những kẻ si tình trên thế gian vô số ân oán tình thù chẳng phải đều là sự không cam lòng ngày sau. Chỉ là hoa có ngày nở lại người thì không có tuổi trẻ nào nữa. Lý Hạo thở dài rồi hỏi tiếp. Vốn dĩ là ngươi định như thế nào? Bình như tuyết thấy Lý Hạo không ngừng thở dài đáy mắt lộ ra vẻ không đành lòng nhưng vẫn cắn mồi nói. Ở sư môn của ta có hai lựa chọn Hồng Trần và Kiếm Đạo. Thật ra cũng có thể chọn cả hai đều cân nhắc thôi, nhưng thật ra như thế coi như là hồng trần. Bởi vì kiếm đạo là thuần túy, là duy nhất, chỉ có duy nhất mới có thể đạt tới cực hạn thôi. Nàng sau đó nhẹ nhàng nói, lần này ta xung đối đã quyết định rồi, ta định trước tiên đến đây để bầu bạn với ngươi, sau đó tiếp tục tôi luyện kiếm thuật, đợi cho đến tương lai. Nàng nói đến đây, giọng nói mềm mại hơn, má đột nhiên hơi đỏ lên, liếc nhìn Lý Hạo. Thấy Lý Hạo cũng đang nhìn nàng Không khỏi quay đầu đi Đợi cho đến tương lai Khi Hạo ca ca người muốn lập gia đình Ta sẽ quay lại cùng ngươi thành hôn sinh hài tử Lý Hạo nghe đến đây Trong lòng chỉ có tiếng thở dài Bởi vì hắn biết đối phương vẫn trừ nói hết lời Sau đó thì sao đây Hắn hỏi Sau đó ta sẽ tiếp tục theo đuổi kiếm đạo của chính mình Bên như tuyết nói đến đây Sắc đỏ trên má dần biến mất Nghiệp túc nói Lý Hạo hiểu được ý định của nàng rồi nói Nhưng thành hôn sinh hài tử Người sẽ mất thời gian một năm Như vậy cũng không phải là toàn tâm toàn ý rồi Bên như tuyết gật đầu Điểm này sao nàng có thể không biết chứ Nếu thật sự muốn theo đuổi cực hạn Cách tốt nhất là đoạn tuyệt hoàn toàn với Lý Hạo Trường 224 Từ nay chỉ có kiếm bảo bạn Nhưng tất cả những gì thời thơ ấu Khiến cho nàng không thể cắt đứt Tình nghĩa đó quá nặng Nàng hiểu rằng nếu không có sự giúp đỡ của Lý Hạo lúc trước, có lẽ cả cơ hội theo đuổi kiếm đạo nàng cũng không có, thậm chí là không thể bái kiếm thánh làm sư phụ. Lý già đã dùng trúc cơ dịch tốt nhất, dùng dị huyết tốt nhất để đúc gần cốt cho nàng. Lý Hạo còn dùng bảo huyết cực hạn nhất được chiết khấu từ yêu thi 3.000 năm mà Lý Thiên Cương ở biên giới dùng huyết cho nàng. Như vậy mới tạo nên tư chất cửu đẳng vô thượng. Như vậy mới khiến cho nàng có cơ hội theo đuổi kiếm đạo đó tình nghĩa này sao có thể quên nếu quên trái tim của nàng sẽ khuyết thiếu kiếm cũng sẽ khuyết thiếu như vậy thì làm sao có thể leo lên đỉnh cao trở thành kiếm cách cực hạn nhất vì vậy cho dù có khuyết thiếu mà mất một năm nàng cũng nguyện ý sinh hại tử cho lý hạo là điều nàng nghĩ ở trong lòng là cách duy nhất có thể báo đáp lý hạo người đã quyết định rồi phải không lý hạo nhìn nàng ta đã quyết định rồi Biên Như Tuyết nghiêm túc nói. Khóe miệng của Lý Hạo hơi động, biết rằng khuyên can thì cũng vô dụng. Đối phương đã trao chọn cả trái tim cho kiếm rồi. Hắn không khỏi thở dài, cảm thấy có chút buồn cười. Trong tòa viện đó, bốn năm cùng với hắn bầu bạn, vậy mà không bằng tám năm nàng bầu bạn với kiếm. Đúng vậy, có lẽ về thời gian, mình chỉ có một nửa, làm sao có thể sánh bằng được chứ? Nhưng mình là người sống, còn kiếm thì không. Hắn nghĩ đến màn đêm trong tài biệt đó và cả giải ngân hà sáng ngời trong màn đêm. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp tiểu nha đầu khóc nhẹ, an ủi trái tim bị thương bị mất phụ thân của nàng. Hắn nghĩ đến ngày đó dưới ánh nắng ấn áp, hai bàn tay nhỏ trong sân viện nắm chặt hứa hẹn. Người phải ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần ở đây, bất kể ta có đi đâu cũng sẽ trở về. Ngoéo tay, không có được đổi ý, người hứa ai đổi ý thì làm con chó, được ai có thể ngờ được hai từ ngày đó nở độ cười hương triều Tuy ý hứa hẹn qua loa lại thực sự trả giá bằng cả tấm chân tình từng lá thư từ kiếm lưu phương nam bày đến giống như là dấu ba chấm sau lời thể ước còn tiếp diễn chỉ là người trong viện thì vẫn đang chờ đợi gió xuân đến còn thiếu đức cách xa nghìn dặm đã trao chọn trái tim cho kiếm lý hạo không ngờ tiểu nữ hài ngày đó rời đi theo sư phụ thực sự đã đi xa có lẽ ngày nào đó mình quá vui mừng đã nghe nhầm lời tạm biệt thành lời hẹn ước. Lý Hạo lại nghĩ đến ngày thả câu bên hồ vài năm trước. Nhị ra Lý Mục Hiu thấy thiếu niên từ vô song này không nhịn được truyền thụ tuyệt học của riêng mình bán bộ vô địch quyền. Lão gia tử dạy xong rồi hỏi Người có biết tại sao quyền pháp của ta chỉ gọi là bán bộ không? Thiếu niên đoán Chẳng lẽ nhị ra chỉ sáng tác có một nữa? Lão gia tử lắc đầu cười mọi người trên đời này đều cho là vậy nhưng thực tế thì không phải bán bộ này mới là phiên bản hoàn chỉnh nhất thiếu niên hỏi vậy tại sao lại gọi là bán bộ lão gia tử đáp bởi vì bán bộ mới có thể vô địch thiếu niên không hiểu lão gia tử lại nói tiếp bởi vì con người ta nếu bước chân hết sẽ dễ không kiềm chế được sự lực Thấy một khi đối phương né tránh Ngược lại bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn Cuộc đời này thì cũng thế Đừng quá nghiêm túc Nếu không sẽ không kiềm chế được trái tim Đừng quá nghiêm túc Nếu không dễ kiềm chế được trái tim Lúc này mới ngấm lại Hóa ra bán bộ là cảnh giới Chứ không phải là nửa bước Quyền cũng như vậy Cuộc đời cũng như thế Nếu không sẽ lộ ra thế yếu Lý Hạo ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà, cuối cùng thở dài một tiếng. Bên Như Tuyết nghe thấy tiếng thở dài của Lý Hạo, đầu tim hơi run lên, dường như cảm thấy có thứ gì đó đã mất đi. Nàng hơi nắm chặt thanh kiếm trong tay, cuối cùng lại nhẹ nhàng buông ra. Có lẽ đây là kết quả sớm đoán được, lúc này cần gì mà phải buồn đau chứ. Nàng ổn định tâm trạng, ngẩng đầu nhìn thiếu niên sáng ngời như trăng sao trước mặt, cố gắng cười hỏi một cách thoải mái. Người nhận ra từ khi nào? Lý Hạo từ từ thu hồi ánh mắt, nhìn nụ cười như là ánh chiều tà trên má của thiếu nữ, đẹp đến mức khiến cho người ta quên cả trời đất, nhưng ánh mắt của hắn lại không dừng lại nói. Có lẽ là từ rất lâu về trước rồi. Rất lâu về trước sao? Bên như tuyết trừng sốt, ngay sau đó nghi ngờ nhìn Lý Hạo. Tại sao? Lý Hạo mỉm cười, không có giải thích. Nội dung thư sau đó cũng như là tần suất gửi thư đã đủ để nói lên một số điều. Con người là động vật tình cảm, tự nhiên là nhạy bén với tình cảm. Bao gồm cả lần này đối phương xuống núi không trực tiếp đến Lý Phủ, mà trước tiên thử đi công phá Một Hà. Một Hà đã bị xâm nhập, thôn trang đã bị phá hủy, dân thường rơi vào Một Hà chắc chắn sẽ chết, công phá sớm hay muộn cũng không có gì khác biệt, chỉ là xem tâm trạng lúc đó thôi. Lần này ngươi về phủ, ta dẫn người đi khắp Thanh Châu, Người thực sự vui chứ Lý Hạo hỏi Bình Như Tuyết khẽ gật đầu Như vậy thì tốt rồi Lý Hạo cũng gật đầu Ngay sau đó cười cười Chỉ là nụ cười này có vẻ thiếu thứ gì đó Trường 225 Thực sự là vui Nhưng vẫn không thể níu kéo được trái tim Đã sớm phi ngựa ra ngoài kia Bán bộ nửa bước Tại sao mình lại bước nhiều hơn một chút chứ Lý Hạo lắc đầu cười Người cười cái gì Bên như Tuyết hỏi Ánh mắt Lý Hạo dừng lại trên đám mây chiều nói Ta cười cảnh đẹp này Đáng tiếc là thế nhân bận rộn Người đi đường trên phố vội vã qua lại Có ai rảnh rỗi dừng lại mà ngẩng đầu lên chứ Bên như tuyết hơi im lặng Nàng biết Lý Hạo nói không phải là người đi đường Mà chính là nàng Vì vậy nàng cũng nói thay cho người đi đường có lẽ họ phải buôn ba vì cuộc sống vì lý tưởng lý tưởng này vẫn là hạo ca ca người dạy ta lý hào không khỏi bật cười đột nhiên đứng dậy như là hào khí ngất trời nói nói không có sai nhưng sau đó hắn lại nói tuy nhiên nếu thực sự muốn chỉ cần ngẩng đầu lên một lát là có thể làm được chỉ xem là có muốn hay không thôi thế thì có nghĩa gì chứ Tất nhiên là có ý nghĩa chứ Mục đích của cuộc sống Chẳng phải là vì khoảnh khắc ngẩng đầu lên đó sao Có vẻ như cả hai đều cố chấp Sau đó ai cũng im lặng Không biết qua bao lâu Trên mặt của Lý Hạo đã thu lại mọi cảm xúc Hơi mệt mỏi nói Hôm nay ta đi dạo hơi mệt rồi Người cứ về trước đi Bên như tuyết im lặng một lúc Nàng nhẹ nhàng gật đầu Rồi đứng dậy nói Sắc trời cũng đã muộn trong viện cũng sắp lên bữa tối rồi Người cũng phải sớm đi Đừng để thúc thúc phải chờ lâu Khóe miệng của Lý Hạo hơi cong lên Ta đây đã đợi hắn 14 năm Hắn đợi ta thêm một lát thì đã sao chứ Bên như tuyết hơi sửng sốt Mồ hôi hé mở Muốn nói gì đó nhưng phát hiện không có gì để nói Đột nhiên trong lòng của nàng Có một cảm giác đau nhói khó tả Đây là điều chưa từng có khi nàng luyện kiếm Khi luyện kiếm nàng rất thuần khiết nhưng bây giờ nàng không còn thuần khiết nữa bên như tuyết đi trước lý hạo ôm đầy đồ ăn vặt và đồ chơi tạp kỹ mua được khi đi chơi ở hội chùa ngồi tại chỗ nhìn những thứ trong tay thiếu nữ không mang theo bất cứ thứ gì lý hạo không khỏi bật cười nếu thực sự thích tại sao lại không có mang theo nàng chỉ mang theo thanh kiếm đó cộng với bản thân rời đi như một làn gió nhẹ kiếm thực sự có sự hấp dẫn đến như vậy sao lý hạo ngẩng đầu nhìn lên trong lòng nghĩ đỉnh cao của kiếm đạo này nếu sau này có cơ hội mình thì cũng phải lên đó để xem thử xem dưới vách đá dựng đứng đó có chôn vùi bao nhiêu thi thể kiếm đạo còn trên đỉnh cao đó liệu có thực sự có một thanh kiếm của thần hay không mây chiều cũng đã nhuộm đỏ như vỏ cam khóc ra máu mặt trời hôm nay sắp lặn rồi. Lý Hạo ôm đồ ăn thức uống trở về, đi qua khu phố náo nhiệt, dọc con đường đã sáng đèn. Người đi trên phố đông đúc, có gia đình dắt ngựa đi bộ, xe ngựa phía sau lăn bánh ầm ầm, nhìn qua có vẻ thường thường không có gì lạ. Dắt ngựa đều là kế hồn cảnh, thật là náo nhiệt. Khóe miệng Lý Hạo xuất hiện nụ cười. Gần đến thời điểm Lý đi Gia chọn Trần Long, thành thanh châu này đã có sóng ngầm gần đây hắn thấy nhiều bóng người mặc trang phục ngoại châu đổ về thành trì khi ăn cơm trong tiểu lâu bên tai cũng nghe thấy những cuộc trò chuyện liên quan còn có lời bàn tán rằng một nhân vật lớn nào đó làm quan tam phẩm cũng đến thành thanh châu mà để cổ vũ cho cháu ngoại của mình theo như lý hảo biết thì hình như mẹ của hắn không có họ hàng đại đường nói mẹ hắn xuất thân từ một gia tộc nhỏ sau đó gia tộc bị yêu vật khiến cho diệt vong gặp phụ thân hắn lý thiên cường giúp đỡ hai người mới quen biết nhau nên duyên vợ chồng những bóng người kia đổ về thanh châu hiển nhiên là nhị nương vẫn chưa từ bỏ như vậy thì cũng tốt lý hạo khẽ cười cũng không có để ý chỉ thầm đếm ngày vô cùng mong chờ ngày đó đến đi ngang, đi ngang qua một cây cầu nhộn nhịp lý hạo thấy người có đang chơi cờ ở đây mới tiến lại xem thử dù sao thì giờ về thì cũng muộn rồi không có vội đừng trên, một tiểu hoài tử chen cái gì chứ những người có thời gian rảnh rỗi để xem cờ và chơi cờ hầu hết đều là trung niên và cao tuổi trong đó ngoại trừ lý hạo ra thì chỉ có thanh niên ngoài 30 tuổi đợi trên đến trước bàn cờ lại thấy cờ mới đi đến giữa ván mà thắng thua đã định Lý Hạo nhanh chóng liếc mắt một cái, liền biết quân trắng sắp thua. Mặc dù quân trắng thế thành giao long, nhưng đầu đuôi bị vây khốn không còn đường lui. Trừ khi quân trắng có khí phách xoay chuyển tình thế, cắt đứt một cánh tay của quân đen thì mới có vài phần thắng. Nhưng có thể bị ép sát từng bước, vây giết như vậy thì rõ ràng đã sớm lộ ra vẻ sợ hãi, cũng không thể có khí phách như vậy. Lý Hạo hơi lắc đầu, nhìn người cầm quân đen đối phương là một lão giả mặt mũi hồng hào râu tóc bạc phơ lúc này đang mỉm cười nhẹ nhàng phe phải quạt xếp tạo nên một làn gió chiều thản nhiên chờ đối thủ nhận thua ta thua quân trắng rơi vào bàn cờ lão giả cầm quân trắng trước mặt lý hạ buồn bã nhận thua ây chà thật đáng tiếc rõ ràng là trước đó đã hạ quân ở đây có hy vọng rồi ai nói bậy rõ ràng là ở đây mới đúng chứ Ơi sao ta lại cảm thấy vẫn có thể đi tiếp được nhỉ Tại sao lại phải nhận thua Người xung quanh nhíu mày quan sát Lúc này mới lên tiếng bàn luận Có người tiếc nuối Có người thay đối phương hối hận Vì đã đi nhầm nước cờ đó Cũng có người không hiểu Cho rằng nhận thua như vậy có vẻ bội vã quá Trường 226 Lạc từ thiên hạ Ký nghệ cờ cao tấp khác nhau Như nhân vật tự nhiên cũng khác nhau nhưng bàn cờ đã định ván cờ này cũng đã kết thúc đang thảo luận đột nhiên có xe ngựa đi qua cầu thấy bóng người bên cầu tụ tập người đánh xe đi đầu tức giận quát cuốn đi cuốn hết đi đừng có cản đường thái độ ngạo mạn khiến cho không ít người tức giận nhưng khi nhìn thấy con dao huyết trên mã kéo xe sắc mặt liền thay đổi vội vàng né tránh không có dám ngăn cản rất nhanh đám đông tản ra xe ngựa đó chạy tới cố xe ngựa thấy sạp cờ bên đường liền quát cút đi những người khác tránh ra đều nhỏ giọng bàn tán tên đánh xe này ở nhà chủ nhân luôn phải khúm núm lúc này tiểu nhân dựa thế không biết đi lẽ phẫn nộ thì phẫn nộ nhưng thế thì không bằng người những người trước bàn cờ đều tránh ra không dám ở lại đó nữa mặc dù bọn họ có lý chớp mắt tại chỗ chỉ còn lại lý hạo còn có cả lão già cầm quân đen cùng với hai thanh niên khoảng 30 tuổi đứng sau lão già lão già cầm quân đen vẫn nhẹ nhàng phe phải quạt xếp Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía gió chiều vất liễu bên bờ sông dường như không để ý đến tiếng ồn ào náo động đó vào tai hai thanh niên đứng sau lão già trong mắt lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo một người trong số đó quay đầu lạnh lùng nhìn người đánh xe đang chạy tới nhìn cái gì Người đánh xe quát lớn Cũng nhìn ra Mấy người còn lại khí độ bất phàm Dường như có chút bối cảnh Nhưng cho dù như vậy Hắn ta cũng không có cách giáo Nói về bối cảnh Ở Đại Vũ Triều có mấy người có thể sánh ngang được với lão gia nhà hắn Không muốn gia tộc các người gặp xui xẻo Thì cút ra xa, xa một chút Biết lão già ngồi xe ta là ai không Một trong hai thanh niên đột nhiên bước ra Như là dịch chuyển tức thời xuất hiện trước mặt người đánh xe Tát cho một cái Đầu của người đánh xe nghiêng sang một bên, cổ bị gãy, chết ngay tại chỗ. Những người trước đó bị đuổi đi, thấy cảnh này thì đều kinh ngạc, phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Có người thầm hà hê, ác giả có ác báo, thay vì mình chút giận. Có người lại cảm thấy người đánh xe tùy ác nhưng không có đáng chết, tại vì hắn ta mà thương cảm. Nhưng thanh niên đó không thèm nhìn người đánh xe thêm một cái lần nào nữa, trực tiếp vén rèm xe bước vào trong. Trong xe ngựa truyền ra tiếng kinh hô. Bên trong ngồi một lão giả béo vị mà cướm vóc, dường như không ngờ có người đột nhiên xông vào. Bên trong còn có nữ quyến, đều kinh hô muốn quát lớn, nhưng ánh mắt lạnh lùng của thanh niên quét qua, khiến cho tất cả đều tái mặt, cảm thấy dường như chỉ cần mở miệng, lập tức sẽ bị tên võ phu này bóp chết. Vả miệng, quỳ xuống rồi cút đi. Thanh niên chỉ nói có bảy chữ, lão già béo phi run rẩy lo sợ nói người 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 có biết ta là ai không ta ta còn biết yên vương trên đầu người có lẽ có người Thanh nhân lại lạnh lùng ngắt lời hắn nhưng trên đầu của lão gia nhà chúng ta đã không còn ai rồi đấy nói thêm một chữ nữa các ngươi đừng hỏng đi sát khí lạnh lẽo tràn ngập trong xe ngựa nữ quyến sợ đến muốn khóc nhưng không có khóc được run rẩy co rúm người lại sắc mặt của lão già rất khó coi như một miếng gan heo dù có quyền thế lớn đến đâu nhưng lúc này thân cô thế cô thất thất phụ thì giận dữ máu bắn nằm thước vương hầu tướng lĩnh cũng không có gì khác biệt hắn chỉ có thể nghiến răng tự và miệng mình sau đó quỳ xuống nhẫn nhịn nhị, nhẫn nhị nhục nhã thấy vậy thanh niên bước ra khỏi xe ngựa tiện tay vỗ vào mông quân Giao huyết trên bã kia con ngựa này vốn hung dữ khó thuần Nhưng dưới sự vỗ về của thanh niên Lại như là thể bị lo sợ Chạy một mạch khiến cho những người đi bên đường Đều phải kêu to Nhưng cuối cùng Vẫn không có ai điều khiển Chạy không xa liền lao về phía bờ sông Dường như là hoảng loạn không chọn đường Đâm đầu vào sông Kéo theo cả xe ngựa cũng rơi vào Tiếng ngùm một cái rơi xuống nước Thu hút không ít người ở xa dừng lại quan sát còn thanh niên thì không làm gì cả lặng lẽ quay trở lại trước mặt lão già cầm quân đen sắc mặt bình tĩnh như vẫn đứng ở đây chưa từng nhúc nhích lão già cầm quân đen có chút mất hứng chuyển ánh mắt khỏi bờ sông thở dài nói tiếc cho một dòng nước thù nói xong định đứng dậy rời đi nhưng ánh mắt đảo qua lại thấy bên cạnh có một thiếu niên đứng im không nhúc nhích mà còn cầm lấy quân cờ trong bàn cờ từ đầu tới cuối, ánh mắt của Lý Hạo cũng không lướt qua người đánh xe ngựa ngạo mạn và chiếc xe ngựa đó. Ở thành Thanh Châu, hắn không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai, trừ khi là ở trong phủ đệ đó. Lúc này, hắn cầm quân trắng trong bàn cờ, một viên, hai viên, ba viên. Hắn như đang tự chơi, lần lượt đặt những quân cờ trắng này vào một vị trí, tạo thành một đường cũng tạo thành một thế. Thế thành hình rồng, xé nát quân đen trước đó thành một lỗ hồng đầy máu. Hắn làm gì vậy? Không phải là để tiếp tục. Vì thắng thua đã phân, đây không phải là ván cờ của hắn. Chỉ là hôm nay hắn, đơn giản là không muốn nhìn thấy những thứ uất ức một ngạt như vậy nữa mà thôi. Vì vậy hắn đã phát họa cho nó một nét. Lão già cầm quân đen hơi nhớ mày, liếc nhìn quân cờ trên bàn cờ, đột nhiên hơi sừng sốt. Hai thanh niên mặc quần áo giản dị đứng sau lão già, sắc mặt hơi thay đổi. Thanh niên ra tay trước đó như muốn hành động dạy dỗ Lý Hạo, nhưng bị lão già dơ quả xếp ngăn lại. Chương 227. Tiểu Hưu cũng biết chơi cờ. Lão già cầm quân đem mỉm cười, biết được một chút. Lý Hạo điền sang quân cờ cũng thoải mái hơn. Nhìn vị trí quân cờ của Tiểu Hưu, thật là tinh diệu, cũng có khí khái của thiếu điền, không tệ lão giả khen ngợi thiếu niên tự có sự cuồng vọng của thiếu niên lý hạo nhàn nhạt, nhạt nói lão tiên sinh xin đừng có trách lão giả cầm quân đen lẩm bẩm một câu nói của lý hạo không khỏi nở nụ cười tiểu hưu đã biết chơi cờ sao không ngồi xuống chơi một ván đi lý hạo nhìn bàn cờ suy nghĩ một chút được lúc này những người xem cờ xung quanh đã rời đi dưới cây liễu chỉ còn bốn người bọn họ lý hạo đặt đống đồ ăn vặt đồ chơi đang ôm trong tay ở bãi cỏ bên cạnh rồi ngồi xuống lão giả cầm quân nhân nhìn thấy trong lòng mỉm cười cuối cùng vẫn là tâm tính của thiếu niên nhưng khi lý hạo lấy hết đồ đạc trong lòng ra lộ ra gấm vóc hoa lệ ánh mắt của hắn lại lướt đến khối ngọc bích lủng lẳng bên hồng lý hạo ánh mắt của hắn không khỏi ngừng lại hai thanh niên sau lưng hắn cũng chú ý đến thiếu niên này dường như có chút bối cảnh biểu hiện vừa rồi cũng không có giống người thường cũng chú ý đến viên ngọc long huyết bên hồng của thiếu niên đồng tử đều co lại lão tiên sinh mời lý hạo nói lão giả cầm quân đen hơi hoàn hồn khóe miệng nở nụ cười không ngờ chỉ tình cờ gặp gỡ lại nhìn thấy hai từ năm xưa hắn mỉm cười bắt đầu ván cờ này rất nhanh quân cờ được phân chia trước sau lý hạo cầm quân trắng đi sau những người vây xem ở xa lúc này lại không có dám tiến lại gần nữa sợ rước họa vào thân Huống ngộ thanh niên sau lưng lão già cầm quân đen Vừa rồi đã ra tay vô cùng tàn nhẫn Chắc cũng không phải là người nhà bình thường Bọn họ đều không muốn lại gần Tránh vô tình chọc giận Nhiều người đi đường đều bị xe ngựa Rơi xuống nước ở xa thu hút Không ít người lần lượt ném dây kiến cứu Còn bên Lý Hạo Quân cờ đen trắng trên bàn cờ Đã giao chiến kịch liệt Sau khi bố cục ban đầu kết thúc Chính là từng lớp công kích giết chóc lấy hạo đi quân không hề được tay, toàn là sát chiêu, hơn nữa còn tàn nhẫn và hung mãnh hơn ngày thường. tốc độ đi quân của lão già cầm quân đen càng ngày càng chậm, chiếc quạt xếp nhẹ nhàng lắc lư trước đó, không biết đã được cất đi từ lúc nào. mỗi lần đi quân đều như mày chú chú ý suy nghĩ một lúc rồi mới đi. còn thiếu niên thì nhanh chuẩn ác thế công như là rắn nằm phục, thế như trẻ tre sắc mặt của lão giả cầm quân đen càng ngày càng nghiêm trọng toàn tâm toàn ý hai thanh niên sau lưng lão giả cầm quân đen sắc mặt đều hơi thay đổi nhìn thiếu niên này một lát sau thắng thua trên bàn cờ đã phân định sắc mặt của lão giả cầm quân đen có chút âm trầm hiển nhiên không ngờ là mình sẽ thua hơn nữa còn thua thảm hại đến như vậy đã rất nhiều năm hắn không có bại trận trong mắt hai thanh niên sau lưng hắn hiện lên vẻ tức giận đều lạnh lùng nhìn thiếu niên kia Dường như chỉ cần lão già cầm quân đen tỏ thái độ Sẽ lập tức ra tay như giấm xét Kết liễu thiếu niên này Lý Hảo như có cảm giác ngẩng đầu liếc nhìn Nhưng không có để ý Nếu thực sự động thủ hắn cũng không sợ Lão già cầm quân đen thì nhìn chầm chầm bàn cờ một lúc Chậm rãi nói Chơi thêm một ván nữa đi Lý Hảo đã thu tay Nhả nhạt nói Chơi thêm nữa người cũng thua Lão giả cầm quân đen hơi khựng lại chưa từng có ai dám nói với hắn Những lời khinh thường như vậy Nhưng thấy thiếu niên không phải cố ý Hắn hít sâu một hơi Bình phục cơn giận ở trong lòng nói Chơi thêm một ván nữa Nếu người có thể thắng ta Ta sẽ tặng người một món quà nhỏ Cái gì ta cũng không có thiếu Lý Hạo nói Chỉ là nói xong lại cười một tiếng Lá giả cầm quân đen mỉm cười đáp Thứ ta tặng Ngươi chắc chắn là sẽ thích đấy Cái này thì cũng chưa chắc đâu Lý Hạo nhàn nhạt, nhạt, nói Uống hồ Nếu thắng thêm nữa Ta sợ người bên cạnh người có thể sẽ muốn hộ chủ đấy Sắc mặt của hai thanh niên hơi thay đổi Ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm Lý Hạo Nhưng nó giả cầm quân đen lại phải quạt Cười nói với Lý Hạo Bọn họ không có hiểu chuyện Đừng do đo với bọn họ Nếu khiến người không có vui Vậy thì ta xin lỗi người Nghe vậy, hai thanh niên tiếp tục biến sắc, đồng thời trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão gia tử thế mà lại xin lỗi sao? Mặc dù bọn họ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của lão gia tử, nhưng dưới giọng nói hòa ái đó, bọn họ cảm nhận được có một loại uy nghiêm tỏa ra từ bóng lưng đó. Ánh mắt cả hai đều nghiêm nghị, không có dám lộ ra sát khí nữa. Lý Hạo kinh ngạc, nhìn lão gia tử, thấy ánh mắt của hắn chân thành và ôn hòa, quả thực chính là thật lòng. Vậy thì được rồi, Lý Hạo đồng ý. Nghĩ đến việc giao chiến vừa rồi thực sự là quá tàn nhẫn, không đáng để chút cơn giận này lên đầu của đối phương. Rất nhanh, ván cờ thứ hai đã bắt đầu. Lần này Lý Hạo ra tay ôn hòa hơn nhiều, đôi bên có qua có lại. Tư duy của lão giả cầm quân đen cũng không căng thẳng như trước nữa, vừa chơi cờ vừa có tâm trạng trò chuyện. Nói thật, ngươi còn trẻ như vậy, sao lại đắm chìm vào kỳ đạo mà không ra bên đại tổng quân? Hoặc khổ luyện võ nghệ Tranh công danh nhỉ Công danh lợi lộc Đều là phù du Vinh hoa phú quý cũng chỉ là mây trôi thôi Lý hạo tùy tiện đi quân nói Mục đích cuối cùng của cuộc đời Chỉ là ăn no mặc ấm mà thôi Hình như ta đã quá may mắn Sinh ra đã không phải lo cơm áo gạo tiền Vậy thì cần gì mà phải vất vả nữa chứ Trường 228 <laughs> Chẳng có tiền đồ một thanh niên sau lưng lão giả cầm quân đen nhịn không được hư lạnh lý hạo ngẩng đầu lên liếc nhìn làm vệ sĩ thì có tiền đồ lắm sao lão giả cầm quân đen kinh ngạc nhìn lý hạo đây không giống như lời là một thiếu niên có thể nói ra ngược lại giống như là tâm thái của một lão già đã trải qua nhiều năm thăng trầm gột trừa hết mọi bụi trần rõ ràng trước đó thiếu niên còn có thể nói ra thiếu niên tự có chút khí ngạo mạn của thiếu niên thiếu niên nên mang khỏi bão ngút trời một ngày tung hoành mười châu. Lão giả cầm quân đen hứng thú hỏi: chẳng lẽ người không muốn nhìn cảnh đẹp trên đỉnh cao sao? Có gì mà đẹp chứ, cũng chỉ là nhân gian mà thôi. Lý Hào thận miệng nói: có người lấy biển sao là mục tiêu phấn đấu, còn ta chỉ muốn thi tiểu điển viên. Mỗi người có một chí hướng khác nhau. Lão giả cầm quân đen hơi sừng sốt. Quân cờ trong tay cũng dừng lại Hắn nhìn trầm trầm thiếu niên trước mặt Nội tâm vốn đã đóng băng Dường như có chút dao động Còn thanh niên sau lưng lão già cầm quân đen lại cười khẩy Ngươi còn chưa từng lên đỉnh cao Sao biết được cảnh đẹp trên đó như thế nào Mà dám nói lời khoác lác như vậy Lý Hòa Ảo hơi nhíu mày liếc nhìn không thèm để ý Lão già cầm quân đen hoàn hồn Lập tức nghiêm mặt nói Hoa nhi Xin lỗi tiểu tiên sinh đi Thanh niên như không nghe rõ Không thể tin được Kinh ngạc nhìn lão giả cầm quân đen Phụ thân lại bảo mình xin lỗi người khác sao Hắn có thân phận gì chứ Lời xin lỗi của hắn Có mấy người có thể chịu được Lại có mấy người dám chịu đây Phụ thân ta <laughs> Lão giả cầm quân đen hơi quay đầu nhìn hắn Hừ một tiếng Ánh mắt của hắn bình tĩnh như gió sương Sau khi tuyết lớn rơi xuống Nhưng lại khiến cho thanh niên lập tức đổ mồ hôi lạnh khắp người sắc mặt kinh biến chán đổ đầy mồ hôi vội vàng cuối người cung kính nói với lý hạo tiểu tiên sinh là ta lỗ mãn thất ngôn mong ngài thứ lỗi thôi đi lý hạo qua tay đói lão giả cầm quân đen mỉm cười sau đó tiếp tục đi quân cũng tiếp tục trò chuyện từ công danh nói đến những nhân vật khuynh đảo thiên hạ lão giả cầm quân đen hỏi thiếu niên có từng khao khát không thiếu niên thì hỏi họ có còn sống không lão giả cầm quân đen suy nghĩ một chút không khỏi bật cười ván cờ thứ hai kết thúc lý hạo lại thắng nhưng lần này ra tay nhẹ nhàng hơn rằng co nhiều hơn cũng coi như là có qua có lại lý hạo cảm thấy kỳ nghệ của lão tiên sinh này so với ngũ gia vẫn cao hơn một chút chỉ là so với mình thì lại kém hơn thôi đã không còn sớm nữa lão gia tử có duyên sẽ gặp lại Lý Hạo đứng dậy ôm đống đồ chơi và thức ăn Chỉ có ba lượng bạc Cười vẫy tay với lão gia tử Rồi quay người rời đi Ta còn chưa có tặng lễ người Lão giả cầm quân đen lập tức nói Không cần đâu Thiếu niên không quay đầu lại Chỉ vẫy tay về phía sau Ta đã nói rồi Cái gì ta cũng không có thiếu Lão giả cầm quân đen tự rốt Không khỏi bật cười lẩm bầm Trên đời này Có ai thật sự không thiếu một thứ gì đó chứ đây chính là thế hệ thứ ba của lý gia danh chấn thanh châu sao tu vi đúng là lợi hại ta còn không có nhìn tấu nhưng mà hơi ngu xuẩn nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi thanh niên đã xin lỗi trước đó để lộ ánh mắt âm trầm ra vẻ chế giễu đói sợ là thiếu niên kia còn không biết vừa rồi mình đã từ bỏ cơ hội cơ duyên lớn đến mức mức nào thật là buồn cười lão giả cầm quân đen nghe hắn nói nhàn nhạt, nhạt liếc hắn một cái không có nói gì mà nhìn về phía con đường thiếu niên rời đi, thầm thở dài một tiếng. Nếu hai tử này là nhi tử của ta thì tốt biết bao. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi. Hắn lắc đầu. Thiên phú của hai tử này chỉ sợ đã vượt xa tưởng tượng của các người. 14 tuổi, kỳ nghệ này đã đạt đến cấp bậc đại sư. Cho dù có tiền phú kỳ đạo bẩm sinh cũng cần phải nghiên cứu. 14 năm, có thể nghiên cứu kỳ đạo đến mức độ này còn có thể thu luyện đến thập ngũ lý cảnh thì thật là đáng sợ hai thanh niên kia nghe vậy đều im lặng lời bọn họ không thể phản bác đúng là như vậy thập ngũ lý cảnh 14 tuổi thiên tư này ngay cả bọn họ cũng không có bằng ngài quá kiềm tốn rồi kỳ nghệ của hắn chỉ thể hiện trên bàn cờ nhỏ này còn quân cờ của lão gia ngài lại rơi vào thiên hạ này một thanh niên khác có vẻ nho nhã mỉm cười nói Lão già cầm quân đen nghe vậy Mặc dù biết là lời khen ngợi Nhưng cũng không khỏi bật cười Cảm giác bực bội khi liên tiếp thu hai ván cờ Như cũng dễ chịu hơn nhiều <laughs> Không tệ Nhưng mà Lần sau nếu gặp lại thiếu niên này Ta chắc chắn là phải thắng lại trên ván cờ Hắn không có chịu thua Nói xong hắn lắc lư ống tay áo Cười lớn đi về phía cổng thành lão già chúng ta mới đến trò hay còn chưa có bắt đầu ngài không có đi xem nữa sao đã xem rồi rất tốt thời gian ở tiểu viện lặng lẽ trôi qua kể từ ngày lý hạo và biên như tuyết về phủ sau ngày hội chùa sau đó hai người không ra ngoài nữa đều đang lặng lẽ chờ ngày đó đến ngày thường biên như tuyết luyện kiếm ở trong viện chỉ luyện kiếm ý không luyện kiếm chiều nếu không thì uy thế của kiếm chiều quá hùng mãnh sẽ chém mất đi chút sắc thu cuối ở trong viện. Trường 229 Lý Càn Phong hồi phủ Kiếm vũ kết thúc, thiếu nữ quay đầu nhìn về phía đình nghỉ mát. Nhưng trong gia đình nghỉ mát lại trống không, không còn thấy bóng dáng thiếu niên năm nào. Trong đôi mắt trong trẻo như tuyết đầu mùa thu của thiếu nữ, không tự chủ được mà vài thêm phần ảm đạm và chán nản. Nhưng chỉ một lát, nàng đã giấu đi tiếp tục đắm chìm vào tu luyện kiếm ý Con ở từ đường lý ra, thỉnh thoảng lại xuất hiện bóng dáng của lý hạo hắn tìm ngũ ra đánh cờ hoặc chạy đến thính vũ lâu tùy tiện lật một cuốn sách ngồi cả ngày thời hạn hai tháng ngày càng gần chỉ còn mười ngày cuối cùng một ngày nọ lý hạo ở một khoảng đất trống bên cạnh ao trong viện lật tấm bảng vẽ đã nửa tháng không đụng đến ở trong phòng ra chuẩn bị vẽ lại chiếc lá thu cuối cùng dựng xuống nhưng một bóng người chạy đến trong viện là Lý Nguyên Chiếu. Hắn tìm đến bên cạnh Lý Hạo thở hồn hển nói. Hạo ca, thiên, thiên thiên tìm, tìm ngươi. Thiên thiên sao? Ê, là, là nhậm thiên thiên ấy. Trước kia chúng ta đi cùng thành thương vũ. Lý Nguyên Chiếu vội vàng nói. Lý Hạo nhớ lại nói. Tìm ta có chuyện gì? Ê, nàng ấy nói phụ thân nàng đã đồng ý rồi. Nàng muốn theo ngươi học kiếm thuật. Lý Nguyên Chiếu lập tức nói: Lý Hạo nhớ ra chuyện này hơi ngạc nhiên. Hạo ca, ngươi đồng ý không đây? Đồng ý thì ta gọi nàng đến đây. Lý Nguyên Chiếu hỏi: Hắn chỉ đến để chạy chân. Lý Hạo suy nghĩ một chút nói: Được thôi. đã kiên quyết như vậy, hắn cũng không tiện từ chối nữa. ơi vâng. Lý Nguyên Chiếu cười hì hì nói: à, nàng ấy đang ở ngoài phủ, ta sẽ dẫn nàng ấy đến ngay. Lý Hạo gật đầu. đợi hắn mài mực xong, Lý Nguyên Chiếu dẫn theo Nhậm Thiên Thiên có thân hình mảnh mai và dung mạo xinh đẹp đi đến. Nữ tử này ôm kiếm trong lòng, đầu không khoái nhìn bốn phía, chỉ là ánh mắt đảo nhìn quanh, đánh giá phủ thần tướng mà vô số người ngưỡng mộ và ao ước này. Cho dù là nữ nhi của tông sư, hiểu biết rộng rãi, đến đây, trên má nhậm thiên thiên cũng không khỏi lộ ra vài phần căng thẳng. Từ cổng phủ thần tướng đi đến sơn hà viện, quãng đường này không ngắn, dọc đường, Cách một đoạn lại có thân binh mang theo sát khí cảnh giữ, thỉnh thoảng còn có thị vệ tuần tra. Nói là phủ, thực ra công khác gì là một cung điện nhỏ. Đi một đường, nhậm thiên thiên đã nhìn thấy bóng người có khí tức gần giống với phụ thân mình, thậm chí còn tâm sâu hơn, nộ liễm hơn cả khí tức của phụ thân. Chỉ là bọn họ không có sự phiêu giật thoát tục như vậy, mà lại có thêm vài phần sát khí nộ liễm như là biển máu núi thây. Điều này khiến cho nàng thầm kinh ngạc, những người đã vượt qua thiên môn Có thể gọi là tông sư Ở trong phủ thân tướng lại chỉ là một thị vệ Ờ à, Hạo ca thiên thiên đến rồi Lý Nguyên Chiếu cười gọi Bên nào chỉ có Lý Hạo ngồi một mình Nhậm thiên thiên nhìn thiếu niên thiên tài Gần đây nổi tiếng như là cồn này Trong mắt hiện lên ánh sáng Từ sau trận chiến ở thành thương vũ Nàng đã đoán được danh tiếng của đối phương Sẽ vang ra khắp thành thanh châu Chỉ không nghi ngờ Thực sự đã xảy ra lại rầm rộ đến như thế lúc này đang nhìn lý hạo mặc áo trắng toàn thân toát lên khí chất cao quý tay cầm bút lông vừa mới dừng việc phát họa trong lòng của nhậm thiên thiên có chút kinh ngạc và ngoài ý muốn nàng vốn tưởng rằng một kỳ tài như lý hạo hẳn là phải tranh thủ từng phút từng giây để tu luyện không ngờ giờ vút này lại nhàn nhã đến như thế ta đã ghi kỹ rồi nhậm thiên thiên ngừng suy nghĩ thân hình thẳng hơn là vài phần nói ta muốn cho người học kiếm học kiếm thuật mạnh nhất của lý gia các ngươi ta nguyện cả đời này nghe theo sự sai khiến của ngươi khóe miệng của lính hạo hơi giật giật lại là một hai từ Vi kiếm mà nguyện từ bỏ tất cả trong lòng của hắn ghét thở dài đặt bút bên cạnh lên nghiêng mực sau đó hắn xoay người trên ghế đối diện với thiếu nữ nghiêm túc hỏi vậy ngươi thực sự đã nghĩ kỹ chưa ta đã nghĩ kỹ rồi Ánh mắt của nhậm thiên thiên nghiêm trang ngừng trọng Phụ thân ngươi có đồng ý không? Hắn đã đồng ý rồi Thật sao? Nhậm thiên thiên gật đầu Ôm chặt thanh kiếm trong tay Ta muốn vượt qua tông sư Dùng kiếm của ta thành tựu bất thủ Lý Hạo cười nhạt nói Bất thủ thì như thế nào? Tông sư cũng không phải là tuyệt trần Bất thủ cũng không thật sự là bất thủ Một khi đã qua ngày hôm nay Ngươi chính là người của Lý Gia ta sau này sẽ không thể thoát thân được nữa. Cho dù ngươi có phế bỏ võ công của mình cũng không có được. Bởi vì chỉ cần ngươi còn nhớ rõ ta sẽ không để cho ngươi rời đi. Trừ khi là ngươi chết. Nói đến đây, ánh mắt của hắn đột nhiên như là lưỡi đao nhìn chằm chằm thiếu nữ. Vậy, ngươi có thực sự có làm được không? Tim của nhậm thiên tiên hơi run lên đối mặt với ánh mắt của Lý Hạo theo bản năng nàng muốn lùi lại bởi vì áp lực quá lớn không thể chịu đựng được nữa nhưng khi gót chân hơi nhấc lên cơ thể của nàng lên dừng lại nghĩ đến việc nếu ngay cả ánh mắt của một thiếu niên cùng tuổi trước mắt của mình cũng không có chịu đựng được thì còn nói gì đến luyện kiếm nói gì đến dùng kiếm thành tựu bất hồ nàng hít sâu một hơi đồng thời ôm chặt thanh kiếm trong tay nghiến rằng nói có thể ta có thể làm được lý hạo nhìn nàng thật sâu sau đó thù ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nói được, từ hôm nay trở đi, người chính là kiếm thị của ta, thay ta đừng kiếm. Chúng ta cùng nhau kết thúc tập 22 đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo.